À, Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Mình đang có mặt ở điểm phát cơm ở cổng số 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay thì bếp cơm cũng làm rất nhiều những cái món đồ ăn, gồm có là thịt nạc kho tiêu này, sườn nấu ragu này, cá lóc này, gà kho sả ớt này, tôm càng này, rồi đậu hũ kho thịt này, chả cá, cá nục bông chiên này, bò xào này, đậu que xào với tôm này, rồi rất là nhiều món ăn. Thì bếp cơm còn có phát thêm là bánh mì, chuối, nước suối, rồi nước mía. Và có một cái em ở Củ Chi có phát thêm cơm chay nữa. Ngày hôm nay đó là chú Kỳ bị bệnh rồi. Chú Kỳ đang đi khám bệnh. Nên là chú Kỳ không có đứng ở cái vị trí này. Thưa cô ba anh chị, hôm nay thì có chị Huỳnh Thanh Duyên có ủng hộ là 5 triệu. Quỳnh Ngô ủng hộ 15 triệu. Anh Lộc 2 triệu. Nghĩa và Hồng ở Mỹ ủng hộ 1 triệu. Trang và Tuyền ủng hộ 1 triệu. Ẩn Danh ủng hộ 1 triệu để phát cái bữa thức ăn này. Và gia đình Quỳnh Ngô đó có tới trực tiếp để phát tiền là khoảng 350 phần tiền. Thì gia đình sẽ cầm cái số tiền này để trực tiếp phát cho bà con cô bác. Và hôm nay á, bánh bao và nước mía đó là do các nhà hảo tâm gửi tặng. Ví dụ như đường, nước tương, bột ngọt hoặc là gạo đó, thì cô Tư trích ra để phát thêm bánh bao và phát thêm nước mía. Mỗi ngày trích ra một chút. Chú ơi, ngồi ra ngoài chỗ cái bàn đấy sắp xếp thức ăn đấy. Hai cái bàn này để cho bệnh nhân người ta sắp xếp thức ăn cô bác ơi. Mình ngồi né cái bàn ra giúp em. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng giúp em. Dạ, vui lòng ngồi xuống. Anh trai ơi, đội nón ngồi xuống giúp em ạ. Dạ, để mời bếp cơm làm việc. Rồi, hai chị dễ thương ngồi xuống giúp em. Dạ, mời các cô chú anh chị mình ngồi xuống giúp em nhá. Ngồi xuống giúp em để bếp cơm chuẩn bị làm việc. Dạ, em mời các anh chị cô chú ngồi xuống giúp em ổn định chỗ ngồi để bếp cơm phát thức ăn. Đây, mỏi chân mình đứng dậy chút xíu xong mình ngồi xuống giúp em nhá. Nếu cô bác giữ trật tự thì thứ sáu em sẽ phát tiếp. Còn nếu không là em ngưng em phát chỗ khác. Thứ sáu em phát khoảng 600 phần nhé, rất nhiều đồ ăn. Thứ sáu người ta ra phát 600 phần cho bà con. Rồi hôm nay thì bếp cơm sẽ phát thức ăn và hôm nay thì có 350 phần tiền. Sẽ ưu tiên cho bệnh nhân ung thư và những người mặc áo vàng đeo thẻ đi nuôi bệnh. Trong quá trình phát thức ăn đó, em kiểm tra nếu ai không có hóa đơn đóng viện phí em sẽ không có tặng tiền nha cô chú. Dạ. Giờ mời hàng đầu tiên cô chú anh chị mình đứng dậy. Các hàng tiếp theo mình cứ ngồi tại chỗ chờ thông báo. Em cảm ơn. Chào mừng các bạn đang xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Rồi, đứng lên đi anh ơi, chờ có người phát phiếu. Chị đi nhận cơm hay đi đâu ấy? Em chờ người lấy cơm. Chờ người lấy cơm thì qua bên đường chờ giúp em. Rồi, qua bên đây, qua bên đây. Tới đi em, tới xếp hàng đây đi. Rồi chú ơi, chuẩn bị phát phiếu đi. Dạ rồi ạ. Được rồi, được rồi. Để con thâu phiếu cho được, không sao. Dạ, dạ. Rồi gia đình mình chuẩn bị tiền tới đây giúp em. Dạ, mình đứng đây anh ơi, đứng chỗ này. Ừ.
mình bỏ. Ê, anh cầm từng sấp một thôi. Okay. Anh bỏ vô túi đi anh. Bỏ. Ví dụ anh phát xíu rồi đưa chị này phát rồi chị kia phát, kiểu thế, cứ mỗi người phát xíu. Rồi mời cô chú anh chị, những người bệnh nhân ung thư, những người ngồi xe lăn, ưu tiên là mình sẽ lên trước. Cô bác đi theo thứ tự, mình sẽ nhận là một phần thức ăn chay, nhận một bịch canh, một trái chuối, một chai nước suối, một ổ bánh mì ngọt. Rồi lên đây thì đồ ăn mặn mình tự chọn, có 10 món, ăn món nào cô chú chỉ món đó. Ai được phát thẻ mình sẽ nhận thêm tiền mặt là 100.000. Anh cứ đứng ở trên, khi người ta đi, đây này, đứng chỗ này, khi nào người ta đi qua tới đây anh phát giúp em. Chỉ phát trong hàng nhá, không phát bên ngoài. Hai người này thì phát cho một người thôi, là cái người sau là người nhà của bệnh nhân ấy, do họ không đi được nên họ đẩy, anh phát một người giúp em. Cô bác nhận thức ăn xong rồi mang qua bên đường thì có hai cái bàn cho mình sắp xếp nhá. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên giúp đỡ mình để có những phần ăn miễn phí. Ăn món nào thì chỉ món đó giúp em nhé cô chú. Bên đường có hai cái bàn. Rồi chúc sức khỏe. Cháu bé đội nón là cũng u não, mẹ phải dẫn đi, nó đi không vững, nằm viện cũng lâu rồi. Con trai, rồi cảm ơn bác kìa, rồi chúc sức khỏe. Mở nắp hộp ra rồi mang qua bên đường đẩy giúp con các cô chú nha. Nhớ nhận tiền mặt, cảm ơn nhà hảo tâm. Đưa phiếu để nhận tiền mặt nhé cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị ngon miệng. Rồi tới. Chừng nào mới hết bệnh đi về? Không hết rồi. Rồi thấy rồi. Rồi cảm ơn chú. Nhiều người ung thư nhưng mà sau đó mất, không có chữa được. Bây giờ họ về quê thì chừng khoảng 1 tháng hoặc 2 tuần lại lên, nên là cái chi phí mà đi lại tốn kém. Ở đây thì được các cái đoàn thiện nguyện người ta cho thức ăn rồi. Dừng lại luôn. Vâng. Mời anh. Dạ. Chào chú ạ. Ở đây có ai không ạ? Dạ đây con đứng ra tổ chức chú. Dạ con tên là Đặng Tuấn Dương. Có gì thì tài trợ nữa không? Dạ vâng. Con tên Tuấn Dương chú, Đặng Tuấn Dương. Dạ số điện thoại là 0966 581 231. Ở đây là 3/6 đường Bà Triệu, phường 12 quận 5. Bà Triệu, phường 12 quận 5. Và đây là cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy chú nhé. Tụi con phát đây là cho những người bệnh nhân ung thư. Mình bệnh gì anh? Ung thư gì anh? Khối u đường ruột. Khối u đường ruột. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Còn mình ung thư gì anh? Dạ, rồi chúc sức khỏe. Rồi tới đi ạ, mình nhận thêm 100.000. Con thường là con phát cơm, mà đây nhà hảo tâm trực tiếp tới tặng tiền cho những bệnh nhân ung thư. Rồi, mang qua đường sắp xếp, có hai cái bàn bên đường. Có rồi. À, có tiền thì con làm, mà thường ngày nào cũng làm. Rồi. Mỗi người một phần giúp em nhé các cô chú, đưa phiếu để nhận tiền mặt. Rồi, đưa một người. Rồi, chúc sức khỏe. Mẹ con à? Cô bệnh gì thưa cô? Ung thư gì ạ? Ung thư di căn lên não. Cơm ở đây ăn được không, ngon không? Rồi chúc sức khỏe nhé. Rồi qua đường sắp xếp giúp con các cô chú.
cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường có hai cái bàn, bên kia đứng né cái bàn ra giúp em đi anh chị ơi. Mấy anh chị chưa nhận cơm mới đi né cái bàn ra cho bệnh nhân người ta biết chỗ ta để thức ăn. Đứng né cái bàn ra giúp em anh chị ơi. Rồi qua đường sắp xếp chú. Có cơm chay, cơm mặn, bếp cơm phát là cơm, bánh mì, chuối, nước suối. Cơm mặn tự chọn, cô bác ăn món nào thì lựa món đó. Ai được phát thẻ nhận thêm 100 ngàn tiền mặt. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp em. Rồi qua đường sắp xếp đi chú. Liên tục 8 năm rồi chú. Dạ. Không, chỉ làm buổi sáng thôi chú. Buổi chiều cũng có bữa làm nhưng mà bữa nào mà lâu lâu mới làm buổi chiều thôi. Còn thường con làm buổi sáng. Dạ, con chào chú, cảm ơn chú nha, chúc chú sức khỏe. Chú chụp hình lại cũng được. Rồi qua đường sắp xếp. Mình là ung thư thanh quản nè. Đây đúng không? Có ấy, không nói được rồi em coi thử. Đây này, đây là cái phiếu này là xạ trị. Người ta có cái lịch xạ trị. Rồi. Đây người ta có giấy tờ. Thường là những cái chú này là biết ở đây rồi. Ăn cơm ngon không? Rồi ok, cảm ơn. Rồi qua đường sắp xếp chú, cảm ơn. Thường nữ ung thư là tóc họ chọc hết. Rồi họ giống như ung thư ngực ấy, thì họ cắt một bên, hai bên ngực. Rồi qua đường sắp xếp đi chú. Rồi tới luôn. Bác bệnh gì bác? Ung thư gì bác? Ung thư lồng ngực. Rồi bây giờ điều trị xong chưa? Chưa. Chừng nào mới khỏi? Còn 15 tia nữa. 15 tia xạ trị nữa. Cơm đây ăn được không bác? Dạ được. Rồi bác nhận cơm nhận tiền bác cảm thấy sao? Ngon. Bây giờ từ thiện cho nên mình mới có miếng ăn. Đỡ qua ngày. Rồi chúc bác sức khỏe nhá. Cảm ơn bác. Rồi tới đi ạ. Tới đi các cô chú. Mỗi người một phần giúp em nhá. Mình ăn món nào thì lựa món đó. Coi món nào mình thích nhất, ngon nhất thì mình lựa. Mỗi người một trong các món ở trên bàn. Mang qua đường sắp xếp cô. Qua đường. Mang qua đường có hai cái bàn sắp xếp nhé cô bác. Đây, anh trai sau kia là ung thư gò má này. Nó hõm cái xương mặt ra trong. Nó ăn hết. Gì cần rồi. Rồi chúc sức khỏe, tới. Có chưa bà? Ôi, xếp hàng, xếp hàng là bên đường, còn chỗ này là nhận chứ không phải chỗ xếp hàng. Xếp hàng bên đường nha các cô. Rồi vô đi. Vô ăn cơm vô trong. Tôi về đi chi đi. À, tôi lãnh tiền rồi loại thẻ tài trợ. Trả cho mấy chú nè, mấy chú bắt cơm nè. Dạ đưa cho anh. Rồi, đưa cho con. Cô ơi, cô, không được, phải xếp hàng đi ra ngoài giúp con. Rồi, tới đi. Tới luôn. Đi hẳn đâu đi, bà con. Tới luôn cho người khác còn nhận. Bà lấy rồi. Nhận xong mang qua đường sắp xếp, cô bác ơi. Rồi, tới luôn. Dạ. Cái này là Nguyễn Châu Hữu Hiếu, 40 tuổi, ở chung cư Mỹ Phúc. Nguyễn Châu Hữu Hiếu. Có gửi 2 triệu ở chung cư Mỹ Phúc. Nguyễn Châu Hữu Hiếu 40 tuổi ở chung cư Mỹ Phúc. Vâng. Còn cái này là của bà Lục Ngọc. Bà Lục Ngọc, dạ. Rồi con nhận đây là 2.200.000. Rồi cái này là của cô ba cũng ở chung cư Mỹ Phúc. Cô ba chung cư Mỹ Phúc 1 triệu nữa. Vậy con nhận là 3.200.000. Để phát cơm thì con sẽ làm trong cái buổi kế tiếp. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhé. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi tới. Mẹ hôm nay không ra à? Mẹ hôm nay con đi khám bệnh rồi. Ok.
Rồi tới đi, mang qua đường sắp xếp của bác ơi. Dừng xe nha bà con. Rồi, cô bác băng qua đường coi chừng xe nhá. Bây giờ ngồi xuống đi anh trai ơi, ngồi xuống giúp em, ngồi xuống. Rồi, mỗi người một phần, mời cô bác anh chị nhận thức ăn, nhận tiền mặt. Rồi, qua đường sắp xếp cô chú ơi. Rồi, cảm ơn. Qua đường sắp xếp cô chú ơi, có hai cái bàn bên đường. Ừ, em đứng vô trong này. Rồi, qua đường sắp xếp đi mấy cô. Qua đường sắp xếp. À, em đưa gửi luôn hay sao? Ừ, được rồi. Là người nhà tên gì em? Người nhà tên... một lát em nhắn tin cho anh. Ừ, được. Ok, em nhắn vào máy giúp anh, được. Với lại mỗi tháng cho em chuyển khoản cho xong đi. Được, anh có số tài khoản đấy. Em cứ nhắn vào máy rồi anh gửi cho em. Em tiến lại cho anh. Ừ, ok. 2 triệu. Ừ, ok. Rồi, mỗi tháng nhận 2 triệu. Cô đó gửi bao nhiêu thì em... Ok. Vậy hồi nãy là nhận 3 triệu 2, giờ nhận thêm 2 triệu nữa, 5 triệu 2 buổi ngày hôm nay. Anh có thể sắp xếp cho em phụ đứng, phụ phát đúng không? Đúng rồi, chụp em 1-2 tấm hình. Được, đây, đâu em đưa điện thoại anh chụp cho. Rồi, qua đường sắp xếp mấy cô ơi. Đây em đứng trước này cũng được, đây này. Ờ, ok. Em đứng quay mặt đây này. Ok, từ nữa nhá. Đứng hẳn ra đây này. Ok. Rồi. 2, 3. Em coi lại đi. Cô chú nhận xong mang qua đường sắp xếp giúp em. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp nhá. Mỗi người nhận một phần. Nhớ nhận tiền mặt 100.000 một người. Chị gái dễ thương ngồi né cái bàn ra giúp em, cho bà con cô bác người ta biết có cái bàn người ta sắp xếp thức ăn. Quên không thâu phiếu rồi cô. Cô Tư, quên không thâu phiếu này. Từng người đưa phiếu ra. Cô bác mình lãnh cơm tập trung vào chuyên môn nhá. Ai phát những cái tài liệu gì tuyên truyền cô bác đừng có nhận. Mình tới đây là nhận thức ăn, nhận tiền, chứ đừng có nhận những cái tài liệu gì ảnh hưởng tới trật tự an ninh. Có 0966581231 nhắn cho anh nhé. Ừ, ok. Mấy cái người mà họ tuyên truyền cái gì đạo tùm lum gì đấy là công an họ xử lý đấy. Nhưng mà tuyên truyền mấy cái đạo gì đấy mình cũng không hiểu. Pháp luân công rồi cái gì đấy. Rồi qua bên đường sắp xếp mấy cô chú ơi. Mỗi người một phần giúp em nhá. Ờ, các anh chị vui lòng ngồi xuống giúp em ạ. À. Em phát cơm 8 năm nay em thấy thông thường những người hay đứng nhấp nhỏm ấy là chen hàng này, giật đồ, lưu manh, móc túi. Còn những người đàng hoàng á, khi em nói ngồi là người ta ngồi rất là nghiêm túc, không có nhấp nhỏm. Rồi mời hai lãnh đạo ngồi xuống giúp em đi. Hai lãnh đạo ngồi xuống giúp em. Em mời hai anh ngồi xuống giúp em. Rồi mỏi chân anh đứng một xíu anh ngồi xuống giúp em nhé. Anh đứng là 500 anh em cũng đứng rồi dồn gây mất trật tự tụi em không làm được việc. Rồi ngồi xuống đi anh. Ơi,
Rồi cô bác đi lấy cơm chỉ tập trung nhận cơm thôi nhá, không quan tâm những gì bên ngoài. Mình đi nhận cơm, nhiệm vụ của mình là nhận cơm, mình đừng quan tâm những gì bên ngoài cô bác nhá, không ảnh hưởng tới mình. Cô bác đi nhận cơm thì cứ tập trung vào chuyên môn nhá, mình theo sự hướng dẫn rồi mình đi theo hàng nhận thức ăn. Tôi qua bên đường xếp hàng, không có đi ra đó. Cô, qua bên đường xếp hàng. Không, đi qua bên đường xếp hàng đi cô. Cô ra sau mà cô chen ra đấy không được. Không, cô, về đằng sau. Về đằng kia kìa. Anh ơi, đằng sau kia giúp em. Qua chỗ hai cái bàn đấy. Khi bếp cơm bắt đầu phát thức ăn thì bệnh nhân hay là những người mặc áo vàng bếp cơm cũng không có ưu tiên nữa, mà cô bác phải nhận sau những người đang xếp hàng đây. Ừ, ok. Mình nhận cơm xếp hàng đằng sau kia đi anh ơi, giúp em. Cô bác mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra nhá. Mình đi theo thứ tự, mình sẽ nhận cơm chay, nhận nước suối, bánh mì, chuối, cơm mặn, tự chọn, ăn món nào chỉ món đó. Ai được phát thẻ, mình sẽ nhận thêm 100.000 tiền mặt. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm giúp em nhé cô bác. Bà ơi, bà lượm cái gì, bà thùng rác đấy bà? Nó có sạch không? Bình đựng nước. Coi chừng nó dơ là nó hạ bẩn thức ăn của mình, đừng có lượm một cái đồ đó. Cô bác đi nhận thức ăn thì mình chuẩn bị đồ đựng, chuẩn bị những cái thứ sạch sẽ đó. Nhiều cô bác là ra bới cái thùng rác lấy cái bao xốp, bới thùng rác lấy cái hộp đựng cơm, ăn vào là sinh bệnh gây ung thư. Thay vì thế mình đừng có ăn nữa. Mình ăn mà có để thức ăn vào những cái thứ bẩn thỉu thế rồi sinh bệnh nha. Rồi đứng sát hàng này, đứng sát trong tường đi. Hàng ngoài đứng sát, hàng ngoài đứng im. Giơ tay lên. Cho người ta thấy. Giơ tay lên cho người ta thấy. Qua bên đường cô, đứng sát tường giúp con kìa. Đứng sát tường á. Dạ. Hùng ơi, cứ để kêu ngồi tại chỗ. Lát sau cắt đứng rồi nhá, đừng cho dồn tới dồn lui. Cắt từng khúc một em ạ. Em gái đi đâu, em gái đi đâu? Không, ra đằng sau kia xếp hàng. Kia kìa. Còn 500 anh em nữa mới tới em. Đằng kia kìa em ơi, chưa tới nha. Đây cô bác người ta xếp hàng trước em rồi. Cô bác mở sẵn nắp hộp ra, mở bao xốp ra giúp em nhé. Nhận xong mang qua bên đường sắp xếp. Xếp hàng bên này lãnh đạo ơi, kia kìa. Có tiền là làm. Có tiền có khi làm sáng chiều, mà không có tiền là không có làm gì hết. Qua đường sắp xếp đi chị ơi, có hai cái bàn bên đường. Có hai cái bàn bên đường nhá, mang qua sắp xếp giúp em.
có hai cái bàn bên đường. Rồi trả phiếu. Cô Tư này, quên phiếu này. Cô bác nhớ trả phiếu để nhận tiền mặt nhé. Cảm ơn cô bác. Em ơi, cứ cắt từ từ khúc đây này. Thôi cắt cắt. Thôi tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn làm việc. Kệ ta. Rồi tới thì qua bên đường sắp xếp, cô có hai cái bàn. Dạ. Rồi qua đường sắp xếp cô chú ơi. Rồi cảm ơn. Rồi nhường cho người khác, có những người họ chỉ cần nhận cơm thôi, còn tiền thì sẽ nhường cho bệnh nhân kế tiếp. Sao em? Em qua bên đường em xếp hàng rồi tình yêu tới nhá. Qua bên đường có hai cái bàn. Nhận tiền em gái. Bố bác mình chồng hai cái cơm với đồ ăn lên, rồi tay kia dư ra để nhận tiền mặt. Chồng đồ ăn và cơm lên, tay kia dư ra nhận tiền mặt giúp em nhé. Mỗi người một món, ok. Rồi, cảm ơn. Qua đường sắp xếp giúp con. Rồi cô bác mình đứng đi dồn lên, dồn hàng luôn đi. Dồn ra phía sau. Rồi. Tới đi. Tới đi sát tường giúp em nhá. Tới đi sát tường. Tới đi sát tường nhá. Cô bác đi nhận cơm tập trung vào chuyên môn, nhìn mắt nhìn thẳng phía trước. Rồi đứng sát tường giúp con. Đứng sát tường giúp con cô chú. Rồi cô bác đi sát tường giúp em đi cô bác ơi. Đi sát tường, coi chừng tư trang hành lý nhá, chen nhau là móc tối. Mình có cái ngàn vàng người ta có thể xâm hại, người ta có thể sờ mó. Bây giờ 12 giờ lên trên lầu 9 hả? Cái giấy tờ đấy của cô mất ấy là người ta lấy trộm, người ta ra đây người ta cũng nhận tiền của bọn con. Cô cứ tập trung... Tập trung vào chuyên môn đi. Cái gai đứng vô hàng đi. Lùi lại. Đứng vô hàng giúp em đi. Vô đây. Rồi về sau luôn. Nhường.
tay nhận thức ăn xong mang vô trong đi cô bác ơi, để nhường cái bàn trống cho bà con người ta ra, người ta sắp xếp thức ăn. Bác đi đâu? Tính lên trên này để xếp hàng xin. Nhưng mà có đồ đựng không? Không có đồ đựng là không nhận được. Phải có đồ đựng. Không, đẩy lên đây được. Về dưới kia nhá, xuống dưới kia kìa. Xuống dưới kia, xuống dưới kia. Ô, không hiểu sao ngày nào cũng đông quá trời này. Người đẹp cho kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Cho em kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Cho em kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Ờ, đi ra ngoài giúp. Cho em kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Mình là mẹ của bé Phúc hồi nãy đó. Bé mà đi đầu tiên. Cho em kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Lấy năng lô để nhỉ. Rồi ok, tới. Này, cầm giữ phiếu. Cho kiểm tra hóa đơn đóng viện phí. Rồi cho em kiểm tra hóa đơn đóng viện phí để về tụi em phát tiền. Mấy anh chị thông cảm nhá. Vì có những người bên ngoài nhiều quá. Không em ở. Không. Chứng minh của em ở đâu? Trong Phú Nhuận. Mà em đi đâu mà tới đây em? Thì bên bà chị em được bệnh hết. Có hóa đơn đóng viện phí mới nhận. Rồi đi ra ngoài giúp anh. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi. Hóa đơn đóng viện phí. Cái đấy là ông chồng đang nằm trên điện. Còn đây là bà vợ ký tên đó. Vợ tên gì cô? Tên không, cái người này tên là gì? Quách Yên Lai. Rồi ok. Rồi phiếu có rồi. Rồi cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi đi ra ngoài giúp con. Rồi đi ra ngoài giúp con. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí cô. Rồi đi ra ngoài giúp con. Không có hóa đơn đóng viện phí. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Đóng viện phí chết rồi còn luôn. Rồi đi ra ngoài giúp con. Rồi đi ra ngoài giúp con. Đi ra ngoài giúp con. Cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Thôi không cần. Đây người có thẻ rồi. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí cô. Chú đi hóa xạ nào. Hóa xạ thì phải có phiếu xạ trị hay có gì chứ. Rồi đi ra ngoài giúp con. Dạ đi ra ngoài giúp con. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi đi ra ngoài giúp con cô. Cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Dạ rồi đi ra ngoài giúp em. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí bà. Cho con coi đồ hóa đơn đóng viện phí ạ. Rồi đi ra ngoài giúp con thưa bà. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. À, tên là gì em? Vũ Văn Đức. Chị em không, chị em tên là gì? Vũ Thị Ấn Điệp. Bệnh gì em? Nội thần à. Ok đúng rồi, cảm ơn em. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Cô có hóa đơn đóng viện phí không? Rồi vào trong lấy đi. Đi ra ngoài giúp con. Đi ra ngoài giúp con cô. Đi ra ngoài giúp con. Cô đi ra ngoài giúp con. Rồi cho em coi hóa đơn đóng viện phí ạ. Rồi đi ra ngoài giúp em. Đi ra ngoài giúp em. Cô cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi đi ra ngoài giúp con. Rồi cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Không có, đi ra ngoài giúp con. Rồi đi ra ngoài giúp con. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi tới. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí bà ơi. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí của bà. Đem ra lát đem ra. Bà đi nuôi ai thưa bà? Sau mang hóa đơn đóng viện phí giúp con nhá. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Không có, đi ra ngoài đi em. Đi ra ngoài giúp em. Con thì phải có giấy chứ. Và giấy của đây của ai? Rồi chờ con coi. Bé tên gì thưa cô? Bé bệnh gì cô? Nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí giúp anh nha. Tụi anh chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Con coi hóa đơn đóng viện phí cô. Rồi giờ về nhà lấy đi cô. Đi ra ngoài giúp con. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí chú. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí ạ. Rồi đi ra ngoài giúp con. Đi ra ngoài giúp con. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí chú. Rồi từ từ. Mình có hóa đơn đóng viện phí mới xếp hàng. Em sẽ kiểm tra kỹ từng người.
tạm ứng nha. Vâng, tạm ứng là được chú ạ. Chú mở ra giúp con. Đây, tạm ứng này. Dạ, người nhà tên gì chú? Nguyễn Thị Mười á. Đúng rồi, chính xác. Chú cứ cầm theo giúp con nhé. Rồi, tới. Em trai. Không, em trai hóa đơn đóng viện phí có không? Rồi, đi ra ngoài giúp anh. Đi ra ngoài giúp anh. Đưa thẻ đây. Đi ra ngoài giúp anh. Vậy là chú Vĩnh thì chú đứng ở đâu? Rồi, tới. Qua bên đường xếp hàng. Có được. Được, tới. Có hóa đơn đóng viện phí không em? Vào trong lấy đi rồi ra ngoài đấy, bọn anh phát tiền cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Qua bên đường xếp hàng. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí cô. Con coi hóa đơn đóng viện phí của cô. Vâng. Rồi ok, bước tới. Rồi đi ra ngoài giúp anh, vào trong lấy. Cho con coi hóa đơn đóng viện phí. Không có, đi ra ngoài. Rồi tới. Cô bác chuẩn bị hóa đơn đóng viện phí giúp con nhé. Đây, đi vô trong. Từ người này đi vô trong. Rồi, đẩy vô dưới đây. Rồi, ok. Cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Có, cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi, vô trong lấy đi rồi đi ra ngoài. Không, đi ra ngoài, không có nhận. Khi nào có hóa đơn đóng viện phí thì nhận. Từ từ, có hóa đơn đóng viện phí không em? Có hóa đơn đóng viện phí không? Rồi, đi ra ngoài giúp anh. Ra xếp hàng. Rồi, tới. Đâu, giấy cho em coi. Rồi, tiến tới. Không, cứ tiến tới. Rồi, tiến tới. Giấy tên gì anh? Người nhà tên gì? Em đi tới khám. Em tên gì? Trần Gia Mé 2. Ok, này. Rồi, đi lên. Chú có hóa đơn đóng viện phí không chú? Chú nói đầu tiên không có đem theo. Tới sau nhớ mang giúp con nha. Rồi, chị cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Đi ra ngoài giúp em. Có hóa đơn đóng viện phí tụi em mới phát cơm phát tiền. Em gái có hóa đơn đóng viện phí không? Rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài giúp anh. Rồi có thẻ nuôi bệnh được, ok. Thẻ đâu? Tên gì em? Ok, xong nói. Em cũng tự nhiên hỏi. Cô bác nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí, thẻ nuôi bệnh. Nếu không có thì em từ chối phục vụ, không phát tiền nhé. Chú, cho con coi hóa đơn đóng viện phí của chú ạ. Rồi, chú lên trên, chú lấy lại giùm con đi. Đi ra ngoài giúp con. Chú đi ra ngoài lấy hóa đơn đóng viện phí thì ra xếp hàng. Rồi, đi đi anh. Cứ đi đi anh. Tới. Tới. Chú Tư ơi, chú Tư, một mớ này không có hóa đơn đóng viện phí con thâu lại hết này. Lý xíu chú phát tiếp đi. Cô bác nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí nha. Em kiểm tra không có, em mời ra ngoài. Không có nhận cơm, không nhận tiền. Hạn chế bớt cái số lượng những người không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh. Cô bác có nghĩa vụ chứng minh cho tụi em biết ai là bệnh nhân, ai là nuôi bệnh, để bọn em phát cơm và phát tiền. Hồi nãy có cái phát cơm khác mà không thấy mà không thấy nè. Dạ, con có biết. Rồi, cảm ơn em. Cô bác đi nhận thức ăn nhớ mang hóa đơn đóng viện phí của người nuôi bệnh, của bệnh nhân theo giúp em nhé. Bếp cơm chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Cô bác không đeo hóa đơn đóng viện phí, tụi em không biết ai vào ai để tụi em tặng tiền cho đúng người. Hồi nãy em có thu khoảng 30 phiếu lại. 30 phiếu này em sẽ tiếp tục phát cho những người bệnh nhân hoặc những người nuôi bệnh có thể. Rồi, bước qua bên kia. Rồi, bên kia có hai cái bạn nhà chị. Xe chị ơi, dừng xe nha. Coi chừng xe nha, coi chừng xe. Phải dừng xe nha, ở đây xe nhiều. Từ từ, mình bước qua bên kia có hai cái bạn. Qua bên đường đi, lãnh đạo ơi. Hả? Đâu có được hả? Qua xếp hàng giúp em. Xếp hàng đi anh. Dạ.
qua bên đường xếp hàng. Đúng rồi, bây giờ chị ghé qua cứ qua kia đi. Nãy xếp hàng mà không có phiếu hóa đơn thì bây giờ xếp hàng lại từ đầu. Qua xếp hàng lại từ đầu. Rồi con ơi, qua bên kia con xếp hàng lại đi con. Em có đi nuôi bệnh không? Không, người này không phát tiền nhá, phát thức ăn cho họ thôi. Rồi ra ngoài luôn. Có hóa đơn đóng viện phí thì phát tiền, cô cứ thâu đi. Không có hóa đơn đóng viện phí đi ra ngoài luôn. Em cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Rồi ok. Nhận cơm không nhận tiền, tiền để cho người sau. Em trai cho coi hóa đơn đóng viện phí. Có không? Rồi cứ lấy đi. Lấy đi rồi nhận tiền sau. Rồi chị cứ phát đi. Cứ mang theo giúp tụi anh để bọn anh kiểm tra cho lẹ. Rồi, bố nghe chắc chép. Người nhà bệnh gì em? Tên gì em? Bố bên kia chắc chép. Ai? Rồi, bố bên kia chắc chép thôi. Không phải, Kiều Phú Cường mà đây đâu đúng. Hóa đơn nào mà đóng nuôi bệnh ấy. Rồi, bố bên kia chắc chép luôn đi bà. Cầm hộp đi chị, bố tới đi chị. Thôi, bữa nay không nhận tiền. Bữa sau mang hóa đơn qua rồi nhận tiền nhá. Rồi tới thì qua đường sắp xếp. Ngồi ở đây, ngồi đó đi, chào bác, ngồi đó chào bác. Đấy, cưng không? Để phục vụ đúng người thì cô chú anh chị đi nhận cơm nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí giúp em nhé. Cô đi nuôi bệnh không cô? Cô bệnh. Cô bệnh gì ở đâu cô? Cô bị ung thư, cô ở bên Đắk Lắk sang. Rồi ok. Rồi ok. Em trả giấy. Dạ. Ok. Chú Tư có người trả giấy vô trong nhà thương. Này quá trời đông. Không, trả rồi. Cô bác nhanh chân qua đường đi, coi chừng xe nhá. Đang đèn đỏ, mình đi qua giúp em đi. Qua đường đi cô bác ơi. Khẩn trương. Rồi hết thôi chú. Này cũng phát khá nhiều. À, cũng kiểm tra, cũng loại bớt một số. Thì cảm ơn Huỳnh Thanh Duyên, cảm ơn Quỳnh Ngô, cảm ơn anh Lộc
cảm ơn Nghĩa và Hồng Nga ở Mỹ, cảm ơn Trang và Tuyền và cảm ơn Ẩn Danh đã tài trợ cho chương trình này. Lần sau cô cứ mang theo giúp con cô nhé. Mang theo giấy hả? Vâng, lần sau đi cứ mang theo. Lấy giấy à, bây giờ cô quay lại xếp hàng lại cuối cùng. Rồi cái phiếu cho đó. Phiếu cho đó thì có thể hôm nay không còn cho người khác rồi. Cô muốn đi vậy? Sao kỳ vậy? Thì sao bây giờ về nhà trọ lấy đó. Biết rồi, cô phải mang theo cái này giúp con. Vì ai cũng không có mang theo, tụi con không cho có đi hồi được. 7 giờ sáng thôi giờ. Biết rồi, nhưng mà đi phải nhớ mang theo cái này. Tôi ra xếp hàng chỗ ông Tư. Dạ. Cô bác còn quên không có mang theo hóa đơn. Tại vì nãy hết tiền đó anh cho phiếu lại. Dạ dạ rồi, ok. Tới đi. Rồi mình tới đi anh. Rồi mình nhận. Rồi mỗi người nhận thêm 100.000 nhé. Cái này là không có tiêu chuẩn đi ra ngoài đi. Cả cái nguồn dưới trường này. Ờ, cứ phát đấy đi anh. Dạ. Phát rồi. Rồi, anh kia chắc chép. Alo. Mình nhận tiền đi chứ. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình bố thôi bên kia mình chắc chép nha. Qua kia, chú ơi, bên đây, bên đây, bên đây. Qua bên kia có hai cái bàn. Là sao cô? Rồi, mình cứ bước thẳng qua bên kia có hai cái bàn nha. Con không nhớ tên ạ. Dạ. Rồi. Cô tới Thu Thủy. Thôi cô tới Thu Thủy nhé. Cô tới sạp Thu Thủy. Thu Thủy, Thu Thủy. Rồi con đang phát cơm cô nhé. Dạ, dạ. Cô tới sạp Thu Thủy cho ăn đông. Rồi bố ra ngoài luôn. Nôi kìa. Đúng rồi, nôi lên lầu lấy tiền rồi. Đổi cho cô rồi. Phải xíu để nôi xuống đi. Dạ cảm ơn Roy Si Lê nha. Ồ cái tay này bị tật. Nào bị tật, cô bị tật. Cái tay cô nó bị tật. Rồi bố ngồi bên đây. Rồi qua đường sắp xếp. Bố ngồi bên kia nhắc cái xếp. Cái này em phát ở cổng 6 mình chuyển về lại. Tức cơm ở cổng 6 mình chuyển về lại. Có dựng xe nha chị. Gia đình có đổi thêm tiền để tặng cho những người khó khăn. Chúc sức khỏe. Để chú dẫn qua cho con. Con dẫn qua nha. Rồi, ok, con đi anh. Cầm lên trên lên.
em hỏi chị có đi nuôi bệnh không? Có. Cho coi hóa đơn đóng viện phí đi chị. Có đơn đã cộng nó có đem theo. Sau nhớ mang theo nha. Dạ, ok. Còn nếu ngày lần sau không có là không có. Ok. Rồi. Tới đi cô ơi, cho người khác rồi đi. Cầm lên đi đây. Cầm lên đừng quên kia có hai cái bàn bên kia nào chắc chắn. Nhận xong mang qua bên đường sắp xếp qua hai cái bàn cô bác ơi, mỗi người một phần. Thôi ráng. Tùy duyên, còn thì nhận. Sau nhớ mang theo. Đây này, vẫn còn tiền nhờ. Vẫn còn tiền mà tới cô còn hay không thì không biết nhá. Cứ mang theo giúp con. Thôi hết tiền rồi. Ra sau xếp hàng cô. Không, mình phải có. Giống như cô bây giờ cô lên xe, lên tàu cô phải có vé xe. Cô không có vé thì cô người ta đâu cho cô lên. Tới xếp hàng nhận bình thường đi cô. Tới xếp hàng nhận đi cô. Mang qua đường sắp xếp. Mang qua đường sắp xếp. Sau cứ mang theo hóa đơn đóng miễn phí giúp con cô nhá. Dạ. Qua đường sắp xếp cô, hai bàn bên đường. Cô bác qua bên đường sắp xếp có hai cái bàn ở bên đường giúp em nhé. Khi đi nhận thức ăn nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí. Cầm qua bên đây nè, anh cầm lên đi, qua bên đây có hai cái bàn. Qua đường sắp xếp. Rồi, qua bên đường sắp xếp, ok. Qua bên đường có hai cái bàn. Toát hết mồ hôi. Toát mồ hôi còn đội nón làm gì nữa. Trời ơi, bỏ ra thế đúng rồi. Nóng quá trời, đội cái nón len nhá. Qua đường sắp xếp đi cô ơi. Có hai cái bàn bên đường nhá, cô bác sắp xếp cho gọn gàng. Bếp cơm sẽ phát chuối, nước suối, bánh bao, cơm mặn tự chọn. Một phần thức ăn này hai người sử dụng được, bệnh nhân và người nuôi bệnh. Cô bác nhận nước suối, nhận bánh bao, nhận chuối, cơm mặn tự chọn. Khi đi nhận thức ăn nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí giúp em. Em kiểm tra mà không có hóa đơn đóng viện phí là cô bác đi ra ngoài xếp hàng lại từ đầu ấy, về lấy hóa đơn đóng viện phí mới vô hàng. Dạ. Cô chú cứ nhớ mang theo giúp con. Dạ. Dạ dạ. Cũng giống như bây giờ mình đi chợ mình phải mang tiền theo, người ta không bán chịu cho mình. Mua vé tàu vé xe thì được, ok. Mình không xuất trình vé người ta kiểm tra, người ta không có cho mình nhận. Sau nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí hoặc thẻ nuôi bệnh, áo nuôi bệnh giúp con. Có cơm, cơm thoải, con gà mái, cơm, bánh bao, nước suối, chuối. Qua luôn, qua luôn chị gái ơi.
tới đi, phát cho người ta đi tới đi. Đi tới thôi, đi theo hàng, đi tới. Đi tới có bác nào nhận thì xếp hàng. Chồng đồ ăn lên rồi qua đây nhà hảo tâm tặng thêm tiền cho mấy anh chị này. Nhớ cảm ơn giúp em nhé. Cô bác cứ xếp hàng theo thứ tự, tùy duyên. Đừng đưa bên ngoài anh, cứ đưa theo hàng này cho người ta đi cho thứ tự. Cho bà ung thư viện được. Rồi cô bác có tin vui nhá, có một anh trai đi xe máy ngang qua thấy đông người quá, anh trai tặng mỗi người 50 ngàn an ủi. Tiền thì không biết bao nhiêu là đủ cả, nhưng mà tấm lòng thì bao la. Cô bác nhận nhớ cảm ơn nhà hảo tâm rồi cảm ơn tình nguyện viên giúp em nhá. Anh chị mình hôm nay cảm thấy sao? Thấy là anh làm có tổ chức. Dạ. Làm rất là tốt. Vâng. Mai mốt nếu mà có điều kiện nhớ ủng hộ tiếp nha. Dạ. Dạ em cảm ơn gia đình. Dạ dạ. Cho hết đi chú. À, anh kia anh ấy phát tiền đấy còn cho hết đi. Dạ rồi em cảm ơn. Thì em sẽ gửi lát xíu xong thì sẽ gửi tặng mỗi anh chị em một chút uống cà phê rồi gửi cho bếp cơm. Rồi thay mặt bếp cơm thì cảm ơn gia đình rồi các anh chị đã dành thời gian tới đây để trải nghiệm. Có gì sơ suất thì bỏ qua rồi góp ý cho tụi em nhá. Dạ. Rồi em cảm ơn. Rồi cho gửi lời chào bà ở nhà nhá. Dạ. Anh em ở đây có gì lúc mà em muốn làm thì anh sẽ liên hệ với anh. Dạ vâng, dạ vâng. Anh cứ lấy số điện thoại của em rồi chuyển khoản cũng được. Xong clip em gửi qua cho anh chị. Dạ rồi. Cảm ơn nhiều. Vâng, em cảm ơn gia đình nha. Dạ. Có rồi thôi anh ơi. Dạ dạ. Có bác mở sẵn nắp hộp, mở bao xốp ra dùm nhá. Rồi, bếp cơm chỉ giúp bệnh nhân và người nuôi bệnh thôi. Cô bác xe ôm vé số bên ngoài đừng có xông vào như vậy. Mình phải có lòng tự trọng nhá. Chú ơi, bếp cơm không có phát những người bên ngoài. Hai người xe ôm đó không phát. Mình còn làm được việc. Đây tụi con chỉ giúp cho bệnh nhân ung thư, người nuôi bệnh thôi. Mình còn làm việc được thì nhường cho những người khó khăn hơn mình cô bác. Rồi xin dừng video tại đây nhé. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Được bà. Uống cà phê. Rồi cảm ơn. Uống cà phê nhé. 100 ngàn. Rồi em châm 200 ngàn. Những người khác thì đóng góp ít hơn 100 ngàn. Rồi 100 ngàn. Chúc sức khỏe. Rồi em heo. Rồi dạ. Rồi biếu em. Rồi chúc sức khỏe. Một em rửa chén nữa đâu ta. Rồi. Nhỏ nấu cơm.